Đâu bà con, bữa nay ngày 18 tháng 5 18 tháng 5 2024 bà con em có lên trên thành phố Storen thì tham dự cái cuộc diễn binh của Hoa Kỳ, quân đội Hoa Kỳ bà con. Thì em hân hạnh em gặp được anh Phạm Hòa là anh về quân đội bà con. Thì hello anh Phạm Hòa, nay hân hạnh được gặp anh. Bữa nay em có tham dự bên đây lần đầu tiên mà em biết chương trình này kia nọ, thì anh có Phạm Hòa có biết thì cho em xin chúc ích về ý nghĩa bữa nay. Cảm ơn Phạm Hòa. Ở thành phố Torrance này đó là bữa nay năm nay tổ chức lần thứ 62 ngày quân lực của Hoa Kỳ, the Armed Forces Day, United States Armed Forces Day, ngày quân lực Hoa Kỳ. Thì cả cái nước Mỹ đó chỉ có hai chỗ tổ chức mà lớn nhất đó là miền Tây và miền Đông. Thì miền Tây đó là thành phố Torrance được tổ chức. Hay quá. Được tổ chức. Cái chi phí tổ chức này đó là do nơi Bộ Quốc phòng. Hay quá. Defense Department nó tài trợ. Dạ. Trong cái ngày Armed Forces Day này đó, nó tổ chức tới 3 ngày lại. 3 ngày, ngày hôm qua ngày thứ 6 đó thì nó có hòa nhạc concert. Dạ. Của quân đội. Dạ, hay nó quá. Hòa nhạc ở bên Armstrong. Dạ. Ở bên Civic Center. Dạ. Của Torrance. Dạ. Rồi sau khi đó thì nó có triển lãm quân đội ở. Dạ. Bên cái góc của Delamomo. Dạ. Ngày hôm nay là ngày thứ 7 đó thì có diễn hành. Dạ. Diễn hành năm nay đó theo như truyền thống của nước, theo như cái diễn hành mỗi năm đó. Dạ. Thì là bên quân lực của Mỹ đó nó có, trước đây nó có năm cái branches. Dạ. năm cái ngành. Dạ. Thứ nhất là Army. Dạ. Thứ nhì đó là Air Force. Dạ. Thứ ba là Navy. Dạ. Thứ bốn là Marine. Dạ. Thứ năm là Coast Guard. Dạ. Rồi cách đây vài năm đó ông Trump ổng mới thành lập cái Space Force. Hay quá. Là thứ sáu. Hoàng hậu tổng thống Trump. Dạ. Thứ sáu đó là ông Trump là Space Force. Mà năm nay là năm đầu tiên của Space Force. Wow. Là Grand Marshal. Wow. Thì là cái toán tham dự diễn hành mà của người Việt Nam mình đó, tức là cái toán của Republic Vietnam Armed Forces Association, tức là hội cựu chiến binh của Việt Nam Cộng hòa mình. Yeah. đi diễn hành. Yeah. Thì khi mà cái toán quốc quân kỳ của mình đó. Yeah. Cái cờ Việt Nam Cộng hòa mình đi lên đó. Yeah. thì mình đi tới cái đường Grand Soar đó thì. Yeah. Bắt đầu cái người announcement đó sẽ nói là đây là toán quốc quân kỳ của Việt Nam Cộng hòa bước vô trong cái bắt đầu diễn hành. Thì bắt đầu như mọi năm mà mình đi đó thì dân chúng đứng dậy vỗ tay ghê. Hay quá, hay quá. Tại vì với lại ở bên cái quân lực của Hoa Kỳ đó, cái số mà người trẻ của Việt Nam Cộng hòa mình đó ở trong quân đội Mỹ bây giờ tới mấy ngàn người lận. Dạ. Mà mấy em đó mỗi lần mà thấy cờ Việt Nam Cộng hòa là mấy em mừng ghê lắm. Dạ. Sheriff nhảy lên xe. Dạ, hay quá. Bỏ. Dạ. Dạ, dạ. Bỏ đơn vị chạy. Dạ, dạ, dạ. Chạy tới vui lắm. Dạ. Nhưng mà đặc biệt cái là khi mà cái toán cờ của mình mà đi vô tới đây đó. Dạ. Thì tất cả tướng lãnh ở trên đây nè, tức là tướng bên đây có tướng tá nữa nè. Tướng tá, cái này là quân đội. Oh. Cái này là cái này là duyệt binh chứ không phải là diễn hành thường. Không phải là diễn hành. Cái là duyệt binh diễn hành. Yeah. Thì ở trong cái diễn hành đó nó có một số mấy cái hội đoàn cựu quân nhân thôi. Yeah. Nhưng mà nó không phải là đóng tiền rồi mình đi diễn hành. Yeah. Ở đây đó là nó chọn người nào, đặc chọn biệt đơn vị nào đi. Yeah. Và nó chọn cho đi mà hiện bây giờ đó không còn chỗ nữa. Yeah. Tại vì hai tiếng hội đây đi full rồi. Yeah. Thì mỗi một năm như vậy á, bên State Department đó, bên Defense Department đó hình như là cho rất là nhiều tiền, vài trăm ngàn để mà tổ chức cái này. Dạ. Dạ, tiền rất là nhiều. Nhưng mà cảm động nhất á. Dạ. Là khi cái toán cờ mình đi vô đó. Dạ. Tất cả tướng lãnh của Mỹ đứng nghiêm chào. Hay đó. Quá. Cái đó. Tướng tá trên nguyên một cái khán đài này là. Dạ. Tướng tá không à. Wow. Tức là em tính đâu khách ngồi chứ, tính đâu khách thường không, ngồi không chứ. Có khách, không có khách. Ồ. Cái này là hàng danh dự. Cái này là bị cái này là Armed Force, cái này là quân đội. Ngày lễ quân lực của. Dạ. Mỹ. Dạ. Nhưng mà thay vì chính phủ Mỹ tổ chức thì là chính phủ Mỹ đó để cho cái thành phố Torrance này tổ chức. Hay quá. Thành phố Torrance này là một cái thành phố mà giàu ghê lắm. Hay quá. Dạ. Giàu khu này, lý do thành phố này giàu đó là vì thành phố này tới nó có 4 hay 5 cái refinery lận.
Refinery nghĩa là gì anh hả? Nó lọc dầu á. Ồ, nhiều lắm. Tức là tài sản của nước Việt Nam mình á chỉ đủ một cái hãng lọc dầu thôi. Nó giàu như vậy. Năm sáu cái là bốn năm cái rồi. Tụi nó giàu lắm. Tức là chi phí này cái nọ đó là những người đi diễn hành đó là không đóng góp gì, không hay đóng quá, tiền, đóng bạc gì hết trơn á. Mà tổ chức mấy trăm ngàn đồng một, một cái diễn hành như vậy, lớn lắm. Tức là mình, như mà mình cảm động cái là khi mà cái toán cờ của Việt Nam Cộng Hòa mình đi vô đó, ngay cả dân họ cũng đứng vỗ tay nữa. Rồi đó, ngay cả lính Mỹ đó họ cũng đứng vỗ tay. Bởi vì lý do mà mấy người dân đó, thường thường đó, mấy người này đó là mấy người có gia đình trong quân đội. Nhưng mà gia đình quân đội mà của quân lực Mỹ đó là tham chiến đến Việt Nam tới mấy triệu người lận. Có một lúc quân lực Mỹ ở Việt Nam đó là ác tiếp mà cầm súng đánh đó, 500.000 người. 500.000 người. Một lúc có một thời gian là 500.000 người một lúc. Tức là đi qua cái cuộc chiến Việt Nam đó có thể nói là 3 triệu đến 5 triệu lính của Mỹ đã từng đi qua chiến tranh Việt Nam. 58.325 người quân nhân của Hoa Kỳ đã hy sinh trên chiến trường Việt Nam. 6.000 quân nhân của bên đồng minh. Trong đó có Đại Hàn, có Tân Tây Lan, có Úc Đại Lợi, Phi Luật Tân, 6-7 nước là ở trong đó. Thành thử đó, cái Bùi Đẹp đang gọi là gì? Cái toán, tấm gọi lại thôi. Toán cờ của mình. Bây giờ nói với anh nghe nè, cái chương trình này em thấy là quá đặc biệt. Anh có anh nói chuyện thôi. Sẽ gọi lại Bùi Đẹp nghe. Cái chương trình này là quá đặc biệt. Anh có thể là nói những bà con mình ở dưới Bô Sa, có hay một số người ta không biết cái chương trình, thì có thể sang năm sau người ta sẽ đúng rồi tranh thủ tôi lên. Lý do mà năm nay đó, lý do mà anh em năm nay đi diễn hành năm nay, cái toán của Quân Kỳ của Việt Nam mình đây, thì ở trong cái toán của Quân Kỳ này đó, nó có hỗn hợp của bên Liên Hội Cựu Chiến Sĩ với lại bên Tập Thể Chiến Sĩ, mấy anh em đó lên. Tuy là lớn tuổi rồi nhưng mà vẫn đi. Là anh nhớ đó, cái Martin đó, cái đi diễn hành ở trong cái này đó, tới một mai lận, một cây số sáu lận, xa lắm. Ý em nói là người dân ơi, dưới Bô Sa mình á, người dân đó thành thử đó, năm 2025 á, là kỷ niệm 50 năm chiến tranh Việt Nam. Thì trong khi á, bên Việt Nam á, họ làm rất là lớn của 50 năm, thì ở đây đó mình mong mỏi đó là đồng hương sẽ đi lên đây giữ cái ngày lễ quân lực của cái năm 2025. Vì năm mươi năm trong tất cả những cái chiến tranh đệ nhất thế chiến, đệ nhị thế chiến, 50 năm là họ làm lớn lắm. Rồi sau khi đó là hình như là không có gì hết, là bị gì mấy người quân nhân họ quá lớn tuổi. Thành thử đó cái 50 năm rất là quan trọng. Thì mong mỏi năm tới đó chúng tôi sẽ phổ biến đầy đủ tin tức chỗ đậu xe chỗ nào, đi đến đâu, mấy giờ đi, làm gì trong chương trình, có gì để cho đồng hương mình đi tham. Anh ơi, có trong anh hội đoàn gì có website gì không anh hả? Có website là nhakythuật.com. Hay quá. Cảm ơn nhiều, chúc sức khỏe anh. Cái này là quá hay bà con. Thì sang năm bà con cứ lên đây tham dự bà con tại cái chương trình này. Chương trình này quá hay. Một sơ ơi. Sao có cảm nghĩ bữa nay sao một sơ hả? Chương trình này thấy chương sao? Trình bữa nay thì sư được ban tổ chức mời đến. Anh đừng có ngồi ở đây. Em đi theo xuống. Anh đi xuống cái đó rồi đằng nào đó đi đó cũng lên đây. Thành thử đó anh xuống đó bây giờ. Cái lúc mà live up á, nhiều cái toán, nhiều cái sinh hoạt ở dưới đó lắm. Ở trên đây đó là cái lúc nào cái diễn hành nó lên đây đó, mình lên đây mình quay. Nhưng mà bây giờ đó mình đi xuống dưới đó mình coi sinh hoạt đó. Sắp hàng ta live up á. Tổng cộng á, đây xuống dưới đó là 2 mai, tức là 3 cây số. Gần 4 cây. Ở bên đây đa số là mấy anh quân đội nhiều ha. Coi như là chút nữa là máy bay đó, máy bay phản lực, máy bay trực thăng nó bay trên đây. Hay quá. Nó bay trên đây, còn ở dưới ở đây đó thì lính xe tăng, xe tăng nó đi một lần vài chục chiếc. Hay quá. Chương trình này quá đặc biệt á. Nó là diễn binh mà. Nhưng mà nhiều người ta đâu biết đâu, ở Việt Nam mà dưới Bô Sa mình nhiều người. Có nhiều người họ biết, đã phổ biến nhưng mà tại xa quá họ không lên. Rồi nhưng mà đặc biệt quá, chương trình này quá đặc biệt. Năm tới là tại cái này là lớn nhất ở trong miền Tây Mỹ. Hay quá, chương trình này quá là hay. Bởi vì mình phải nên cộng đồng Việt Nam mình nên tham dự bà con ơi. Hay mà quá. Tìm một cái con đường mà cây cối đẹp như vậy. Hiếm lắm. Anh thấy không, hiếm ghê.
Ở đây là tổ chức 62 năm. Dạ. Và trong những năm dịch 2-3 năm đó thì họ không có làm gì, nhưng mà dạ, năm nay họ làm trở lại. Dạ, dạ. Dạ, cảm ơn anh chia sẻ nhiều ạ. À. Dạ, bà con bữa nay em sẽ quay tường thuật từ đầu tới đuôi rồi bà con. Thì bà con vô phố Calibo sau TV số 9 đó bà con. Thì từ đầu tới đuôi thì có gì bà con ủng hộ không ha. Dạ, thì thôi thì clip em tạm dừng ở đây nha bà con. Thì cái này cái clip này em chỉ quay anh Phạm Hòa giới thiệu về chương trình bữa nay, đặc biệt bữa nay thôi. Nhớ nha bà con, thành phố Torrance nha bà con. Là mỗi năm bữa nay, bữa nay là tháng 5 đó bà con, 18 tháng 5 2024 nha bà con. Thì thành phố Torrance mình đó, thì bà con nhớ ngày này có gì bà con vô website thành phố Torrance City là sẽ có biết chương trình nè bà con. Thì em thấy chương trình hay lắm, đây chút xíu quay cho bà con nha. Thôi bye bye bà con, chúc bà con mạnh khỏe ha. Bye bye, có gì bà con ủng hộ ha. Phố Calibo Sao TV số 9 Tân Kiều. Bye bye.